rồi. Rồi chị xuống ngồi thử coi cho chống lưng con sẵn, ngồi xuống. Rồi chống lưng lại lên. Ôi trời ơi. Rồi thì mà chống đi, mà chống sao mà chống. Đó, đó, rồi. Đó, rồi. Được, rồi, phải chống cái đít lưng lên được. Rồi giờ mình đi tới luôn coi. Trời, thân ơi, vui vậy. Rồi, đó, rồi, được. Cứ đi rồi, đi rồi, quý vị. Dạ. Đó, thấy chưa. Rồi, nhà đâu lại? Quảng Ngãi. Rồi, 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 làm cái tầng 1 nữa, ra làm giúp cho bà này. Ngồi không được. Đứng dậy chống tay. À, đừng ngồi xuống chống lại thứ coi. Hồi kia này là chưa làm gì hả? Chưa. Rồi ngồi xuống đi. Đang chờ. À đó, vậy là hết rồi, đứng dậy. Dạ, khi mà ngồi thì cái đây nó không gặp xuống được. À. Tôi gì làm thử cái đó. Không chống thì mình phải không chống được. Rồi, làm đi. Làm luôn đi. Làm rồi. Ủa vậy rồi, làm lên. Trời ơi. Tưởng cái gì cho mày xử liền. Chính chính là rồi, không có thuộc bài vậy. Đây mới là quýnh quán. Quýnh quán phải không? Ôi trời. Dạ, sao rồi? Sao rồi? Sao rồi? Nói cho em được, bây giờ bà sao rồi? Nó rác cái lưng phải không? Chứ rồi, tôi quay vào đây bị gãi chưa mà. Sẽ quay. Hả? Kể nó. Nó đau, rồi xích qua đây, tôi lùi qua đây. Tôi qua đây, bà này, qua đây. Bà Vi, đi! Ôi, 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 trời. Là không biết gì mà cứ chống lại mà là quay đây bỏ về đau lắm không lấy nó rồi quay làm gì bỏ lại đây à ra ơi nằm xuống mà làm chưa gì cái lỗ chọi lên nè kỳ quá cái này quá.
bên Mỹ bẻ lưng bẻ cổ đan đó. Sao sao bây giờ hết rồi, thấy vẫn là biết mình sống rồi phải không? Nó rung mạnh. Bây giờ để cho nó tỉnh chút xíu, tại mấy ngón tay chân về đau lắm. Đấy, đâu có phải giỡn được đâu. Hết đau chưa? Rồi giờ đứng dậy đi được chưa? Tôi lý rồi đó. Bây giờ đi coi vẻ ngang ngắn rồi đó. Kỳ vậy ha. Cái khóc rồi nha. Đâu có. Rồi bây giờ bước ra ngồi xuống đứng dậy rồi cho mọi người hết hồn chứ. Rồi ngồi dậy. Đứng lên bình thường. Đây nè. Chưa tập kêu quen quay rồi nè. Đây và đây. Xếp hai chân lại. Rồi ngồi xuống đất. Có tôi dịnh này. Rồi ngồi thẳng luôn. Ngồi xuống luôn. Đừng sợ đứng dậy. Tập cho thói quen cho mạnh lên ngồi xuống. Rồi đứng dậy. Vì trước giờ mình cứ bị đau á. Rồi mình cứ ngần ngại với em. Bây giờ ngồi xuống nè. Đứng dậy quen rồi. Ok. Rồi. Bây giờ đứng cho mấy người đi sợi chứ. Vậy phải đi ngon. Rồi ra rơi. Rồi. Đó. Mạnh mẽ lên nha. Rồi. Cho xuống. Rồi. 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 Gần một chút thì được rồi. Miễn là ngồi xuống như vậy đừng có khổ cái khăn thôi. Ok. Rồi. Thôi lớn rồi. Thôi đau quá mà thôi được rồi. Ok. Nghe. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.